Xin chào. Vừa qua tại Thiên Tân Trung Quốc đã diễn ra một cuộc triển lãm về các dòng xe máy điện và những dòng mô tô của những hãng sản xuất nổi tiếng tại Trung Quốc. Thì phái đoàn Việt Nam chúng tôi đã qua tham dự và được chứng kiến rất nhiều các mẫu sản phẩm của các hãng trưng bày tại cuộc triển lãm. Những mẫu xe được thiết kế lạ, đẹp mắt và có những các tính năng vượt trội mà chúng ta cần phải học hỏi. Rất là đẹp. Phải nói tầm quy mô cũng như là sản phẩm được bố trí bày biện rất là bắt mắt tại hội nghị. Thì các hãng đã trưng bày những sản phẩm đứa con tinh thần, đứa con cưng cho khắp mọi miền du khách cũng như nhà đại lý, các nhà phân phối được chiêm ngưỡng. Phải nói rất là đẹp. Các bạn cùng mình tận mắt để xem những cái mẫu sản phẩm được trưng bày trong năm 2018. Phải nói là quá tuyệt vời, rất là đẹp. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi kênh của mình. Xin chào.